Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu một người mà tiên xuất hiện trên channel của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn đã follow mình từ lâu trên Instagram thì có lẽ mình đã nhận ra đây là ai. Thì mình đã share một vài tấm hình cũng khá lâu rồi với mình là mẹ của mình. Bạn có biết là hồi đó lúc mà con share hình của mẹ thì có một bạn vô, một em nó vào comment là chị ơi, nói cái này chị đừng buồn nha, nhưng mà mẹ chị đẹp hơn chị. Họ nói trời ơi, có gì đâu mà buồn, em chừng nào mẹ chị không đẹp nữa thì chị mới buồn chứ, nếu mẹ chị còn trẻ đẹp thì chị vui chứ sao lại buồn. Nên ngày hôm nay mình sẽ làm một cái make up makeover cho mẹ của mình. Nào giờ mình là người duy nhất mà make up cho mẹ mình, cho nên kiểu như là mình biết là nó khó khăn như thế nào để make up cho da bắt đầu lão hóa, cho nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với tất cả mọi người và đồng thời để khoe mẹ mẹ của mình tí để mình có mẹ đẹp như vậy. Nên chúng ta bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên thì da mẹ mình là da dầu, cho nên mình sẽ hạn chế sử dụng kem dưỡng mà dày quá, tại vì hiện tại là thời tiết rất là nóng và rất là ẩm ở đây, cho nên mình chỉ sử dụng loại mist hydrating như thế này để xịt prime cho da trước khi make up. Chỉ cần 3 spritz như vậy là đủ rồi. Cái tiếp thì đặc biệt là vùng mắt, thì đặc biệt là cho da lão hóa thì vùng mắt rất là nhạy cảm và rất là khô, cho nên mình bắt buộc phải dùng kem để mình nâng cao. Thoa kem cho vùng mắt đó, thì chúng ta không bao giờ kiểu như là chà chà như vậy mà chỉ vỗ nhẹ nhẹ thôi, tại vì chúng ta không có muốn gây ra bất cứ nếp nhăn nào hết. Khi mà chà như vậy thì da vùng mắt rất là dễ bị gây ra nếp nhăn sớm á, cho nên chúng ta chỉ vỗ vỗ và ấn nhẹ vào da như thế này. Hôm nay mình sẽ mix Magic Foundation của Gelatory cho phần coverage. Một loại foundation khác mà mình mix vào đó là loại True Match Lumi Healthy Luminous của L'Oreal để cho lớp nền rất là mướt và mượt trên da. Mình sẽ chấm đều lên da như thế này. Đối với da mẹ mình thì mình cảm giác là sử dụng những cái loại makeup sponge như thế này á sẽ tán đẹp nhất. Màu của foundation này hơi sáng hơn da mẹ một tí, nhưng mà không sao, tại vì tí nữa mình sẽ bronze khi da quay trở lại màu nhìn healthy hơn. Thực sự thì foundation, một khi mà foundation nó tiệt vào da và nó xuống màu thì sẽ nhìn rất là hòa vào cái da của mình, tại vì mình đã đo cái màu sắc da với lại cổ thì thấy là khá là tiệt. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm foundation nữa mà còn hơi nhiều chút điểm một tí, vì lớp nền hiện tại cũng khá là trong, không sao hết, thì chúng ta cứ đưa lớp lên một tí cũng không sao. Cái khuyết điểm về texture thì lúc nào cũng khó hơn là những để da cũ hơn là những khuyết điểm về độ đều màu hay là một. Tiếp theo cho khuyết điểm thì mình dùng cho khuyết điểm của NARS Creamy Radiant cho những cái vùng mà còn những khuyết điểm như là vùng mũi. Sau đó mình tiếp tục make up sponge cái hydrating mist để blend lên cái da khuyết điểm nó vào, thì nó sẽ giảm thiểu khả năng là bị bợt, bị khắc khi á. Đặc biệt với người lớn tuổi á, là mẹ mình thì có mẹ mình lai, cho nên hốc mắt rất là sâu. Thì đặc biệt là hai vùng này chúng ta để ý những vùng trũng này á, thường á, nó có sắc tố rất là cao, thì phải nhớ để mà chúng ta dùng concealer để che cái sắc tố ở đó. Giờ mình sẽ sử dụng một tí naked để làm sáng cái phần này.
Bây giờ đến phần set lớp nền, và như mình nói là da mẹ mình là da dầu cho nên cần set lớp nền rất là kỹ. Nhưng mà với da lão hóa mà set phấn quá nhiều thì sẽ gây ra là da bị bờ, bị hằn lên, nhìn rất là khô, rất là ghê. Thì chúng ta sẽ lấy translucent powder như thế này. Chúng ta sẽ dùng bông phấn như thế này đây, bông phấn ít nhất. Đây là cái size nhỏ nhất mà các bạn có thể dùng, hoặc là to hơn chứ đừng dùng nhỏ hơn nữa. Bông phấn dày và tốt như thế này thì chúng ta nên invest một tí vào đó. Cái này là của Gucci. Sau đó mình lấy một tí translucent powder như thế này. Sau đó các bạn gập nó lại, chà nó như thế này, gập lại phấn khác, tiếp tục chà nó nữa. Sau đó chúng ta tắt nhẹ lên da như thế này. Còn lại cái phần này chúng ta phun nó làm đôi. Chúng ta ấn như này nè, kiểu như là chúng ta vừa ấn vừa lăn cái bông phấn nhẹ trên mặt da như thế này. Đây, lớp này đã được set hoàn toàn luôn nhưng mà không bị khô, không bị gì hết. Tiếp theo mình sẽ dùng nhấn lại tí concealer để prime cho vùng mắt. Sau đó chúng ta sẽ dùng cọ cùng với lại phấn phủ. Tiếp theo là mình sẽ dùng phấn bột để vẽ chân mày cho mẹ mình. Mẹ mình thì không có nhiều chân mày cho lắm và rất là mỏng, cho nên mình thấy là nếu như mà dùng chì á thì nó rất là giả, rất là già. Nếu mà có bị miss hay gì thì mình lấy Q-tip tẩy nhẹ xong. Lúc nào mà vẽ chân mày mà bằng phấn bột như vậy á, thì mình cũng sẽ mix một cái màu nâu chung với một cái màu top như thế này để cho nó trung hòa lại, nó không có bị. Tại vì thường nâu mà chúng ta vẽ chân mày lên nó rất là dễ bị có cái ánh đỏ, không có đẹp tí nào hết, nhìn nó kỳ lắm. Thì cái màu top lúc nào cũng vào như là một cái màu trung tính để trung hòa lại cái sắc tố trong cái màu nâu đó. Tiếp theo là phần mắt. Thì đầu tiên mình sẽ trải một cái màu tông kem sáng đều hết cả vùng mắt để làm cái màu nền. Thế nào vậy, khi đánh mắt chúng ta cần cái màu nền tuyệt đối như vậy để sau này những cái lớp màu khác lên á, nó có một cái nền thì nó sẽ quyện vào màu nó lên sẽ đẹp hơn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng màu nâu neutral, không bị cam quá. Chúng ta sẽ tập trung đánh phần chữ V như này. Mình thấy là đối với những người bắt đầu lão hóa rồi thì nếu mà chúng ta đánh theo cái kiểu như mà đánh cái hốc vòng cung như mình hay đánh cho bản thân mình á, thì nó sẽ bị kiểu như nó bị bụp á. Thì phần da chỗ này của người bắt đầu lão hóa bắt đầu bị trùng xuống rồi. Thế mình sẽ sử dụng một cái màu đồng vàng, bronze, golden bronze, và đánh cái phần miếng còn lại ở trong đây. Tối qua con no makeup thì mẹ con không ngủ được đúng không? Tiếp theo nhớ mắt lại tí, mình sẽ nhớ một tí vào phần ở đây. Sử dụng cái màu gầm nhẹ như thế này, có những màu sần rất là nhẹ nhàng, tại vì mình muốn build màu lên từ từ chứ không phải chỉ là đánh ập vô một màu rồi sau đấy ra thì nó sẽ rất là dễ bị blotchy á, nhìn nó không có đều, rất là loang lỗ. Với lại mình không thích những cái kiểu makeup mà cứ tô vẽ lên như là hát bội vậy. Như vậy là đã hoàn thành mí mắt trên rồi, tiếp theo là mí mắt trước thì mình sẽ bắt đầu một phần nâu ấm. Sau đó dùng màu blonde khi nãy, tập trung vào cái phần ở ngoài đây. Sau đó chúng ta dùng chì là chì sáp á, mình chỉ viền nhẹ như vậy thôi, sau đó mình tán vào đều.
cho phần mí trên á, mình cũng dùng chì màu nâu luôn. Đó, mình sẽ tán đều cái phần chì nâu. Mình chỉ vẽ sát cái phần lash line như thế này thôi. Thế là mascara. Như vậy thì đâu có cần đi giả nữa. Mi dưới thì cái những cái mascara nhỏ như thế này của chẳng hạn như là của Maybelline Discovery Mascara, hay là mày đừng chấp nhận được, hay là của Clinique cũng có loại mascara mà cái chỗ nhỏ như vậy á thì rất là thích hợp cho mi dưới. Còn tạo khối mình sẽ dùng kem tạo khối cho mẹ. Và đặc biệt mình cho những người mà lớn tuổi này, mình muốn lúc nào chúng ta cũng muốn lift, muốn nâng cái phần gò má lên á, chúng ta phải để ý là chúng ta sẽ vẽ cái phần này cao như vậy. Bình thường nếu mình thẳng xuống như vậy, phải vẽ cong lên như vậy nè. Sẽ tiếp tục dùng cái blender, cái makeup sponge của H&M. Và sau đó dùng tí như này để highlight. Bí quyết của mình là vẫn tiếp tục sử dụng cái mist khi nào anh xịt vào và tán ra. Thì dù chúng ta có một cái lớp phấn để lót nền ở phía dưới thì nó vẫn không bị bệt. Đây, tan ra vẫn rất là mịn, bình thường. Tiếp theo là mình dùng bronzer. Chú ý vì để lift cho nên chúng ta lúc nào cũng phải chừa cái phần từ đây trở xuống chống hết, còn từ đây chúng ta sẽ chỉ đánh phần trên đây thôi, làm đánh cái phần dưới. Tiếp theo là để cut hai cái này để nâng cái gò má lên á, thì mình sẽ dùng translucent powder, kiểu như là dùng để bake á, nhưng mà sẽ không có rất nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào như thế này để ịn nó lên, và chúng ta cứ để yên nó như vậy một tí để cho nó bake cái phần đó. Trong khi mà cái phần phấn này đang bake á, mình sẽ apply blush cho mẹ. Sẽ dùng màu tông ấm như vậy để đánh từ đây, đánh vào nhẹ như thế này và đánh hất lên. Nhớ là lúc nào cũng phải ở trên cái phần mà chúng ta đang bake. Còn các phần mà hai cái apple cheeks là hai cái phần mà cao của gò má, hai cái phần này nè, thì mình sẽ dùng luminoso. Lý do mà mình dùng hai màu blush như vậy là để cho nó quyện vào nhau như thế hay, tại vì luminoso thì lúc nào nhìn cũng rất là tự nhiên, ánh cam và nó bóng khỏe thì rất là hợp cho cái vùng gò má này. Còn ở trong thì vì lý do là mình muốn cut trên, mình sử dụng một cái màu rất là ấm và không có nhũ, thì như vậy á hai cái màu này nó sẽ quyện vào nhau thì nó rất là hay. Vậy là xong, thì chúng ta sẽ phủ cái phần phấn này ra. Thì các bạn có thể thấy nè, rõ ràng cái phần nâng cái gò má lên rất là cao. Chị sẽ giá ư, không lo là chúng ta đã có cất. Và bây giờ thì mình chỉ cần bronze một tí
cho phần mũi của mẹ mình nữa thôi, tại vì nhìn cho nó kiểu như là phải khoáng hơn nè. Cuối cùng là gì các bạn biết không? Không phải là môi đâu, môi thì chắc chắn hãy rồi. Cuối cùng là highlighter, mình sẽ dùng mảng màu Curly Bible, mình sẽ đánh cái phần cao của gò má. Bước cuối cùng cho lớp nền với da mẹ mình là da giòn và da khuyết điểm như thế này á, thì mình sẽ dùng cái cọ Kabuki, hoặc là các bạn có thể dùng cọ bất cứ cọ buffy nào. Nếu mà cọ mà nó mềm và nó phát chặt như vậy, có rất là nhiều lông phát chặt như vậy á, thì đều tốt cho buffing đó. Buffing có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái motion như thế này và đánh lên da như thế này bằng một cái lực rất 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 là nhẹ tay. Mình sẽ chỉ chậm một tí phấn, một tí xíu thôi, rất ít luôn á, mà một phần nhỏ của cái phần này thôi, như thế này thôi. Knock off trên chính tay của mình như thế này, như vậy. Sau đó chúng ta bằng một cái lực rất là nhẹ, chúng ta bớt vào da như thế này thì nó sẽ là quyện tất cả vào nhau, và mình da kiểu như là airbrush, giống như có Photoshop mà. Nó sẽ blur hết những cái lỗ chân lông hay là những cái sần trên da, chứ mình như Photoshop vậy. Và đồng thời là nó giữ cái lớp này cực kỳ lâu. Về phần môi á, môi mẹ mình rất là mỏng và kiểu như là không có thấy được cái viền môi luôn á, thì chúng ta sẽ dùng cọ chân mày, chúng ta cố định lại cái viền môi. Đây là một trong những cái trick của cái năm 80-90 nữa. Mình nhớ cái thời hồi đó mà kẻ viền môi đậm đậm mình ở trong tô, bạn nhớ không? Tiếp theo là mình dùng Stella Liquid Lipstick màu Doge. Mình sẽ dùng một tí màu hồng đào này lên tay. Và đây là kết thúc của video rồi, mình hy vọng là các bạn thích clip này, tại vì có featuring một nhân vật đặc biệt quá mà, đúng không? Cho nên là show a lot of love to us, especially her, because she's the one that I love the most in the world. Mình hy vọng nếu mà các bạn thích thì hãy like và subscribe channel cho mình nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye! Bye.